lấy vợ về, bắt bố mẹ vợ đã cho rồi. Anh không làm nổi cái nhà nên hồn để cho vợ, cho con ở. Cái giường chẳng có mà nằm, lại phải kê cái đệm để nằm dưới đất. Như thế là đủ nhục chưa? Em đi đâu đấy? Em đi đâu anh hỏi làm gì? Em đi đâu anh không được phép biết à? Anh biết để làm gì? Em đi rửa nhục. Anh làm gì em bảo đi rửa nhục? Hôm trước anh bắt em ra vườn, bạn bè em đang chê cười em ở ngoài đường cái kìa. Như thế có phải là nhục à? Bây giờ anh bảo em đi ra vườn đi nhổ cỏ, đi tưới rau. Em coi đó là anh làm nhục em à? Đấy không phải là nhục mà là quá nhục. Cái việc của nhà mình thì mình làm. Mình có đi ăn cắp, ăn trộm hay là đi ăn cướp của ai đâu mà em bảo là nhục. Lúc nào anh bảo em ấy ra kia kìa, đi ăn cắp, đi ăn trộm của người khác kìa, ra kia đi ăn xin này, em mới bảo là anh làm nhục em. Chứ còn vườn anh làm không kịp, anh bảo là em ra nhổ cỏ cùng với anh để cho nó nhanh xong đi, anh còn làm việc khác. Rồi rau trồng ở ngoài thì không tưới thì lấy gì mà ăn. Mà em bảo đó là anh làm nhục em. Anh có mò mặt ra đường bao giờ đâu mà anh biết được chúng nó sỉ nhục em như thế nào. Chúng nó bảo em là chúng nó chê trách em là lấy được một thằng chồng tần tiện, thằng chồng ghê gớm. Thằng chồng suốt ngày bắt vợ vùi đầu xuống đất thế này. Nó bảo anh là thằng chồng bất tài vô dụng, lấy chồng không được nhờ chồng một tí nào cả. Chúng nó bảo em ấy, bạn bè cùng trang lứa với mày ấy, có đứa nào khổ như mày không? Có đứa nào phải vui đầu xuống như mày không? Điều kiện kinh tế là nhà ngoại mày có như thế, tội gì mày không ăn chơi nhảy múa đi? Mày phải ra ngoài kia mày làm gì? Đừng có bắt em ở nhà để khổ thêm nữa. Chính vì bạn bè nói như thế, mày ăn mặc như thế này mày đi ra ngoài. Tất nhiên rồi, ăn mặc như này chả sao cả. Nó không phù hợp với lứa tuổi của em ở đâu. Em ăn mặc cái quần nó cứ như là ngắn, không thể ngắn hơn được nữa. Mà như thế, em vẫn dám đi ra đường. Kinh tế nhà ngoài có, nhưng anh không phải là một thằng ăn bám. Anh không phải một thằng đi xin của nhà vừa ăn. Gia đình nhà mình có như thế nào mình dùng thì đấy, mình đủ đòi cho chúng nó. Toàn là công tử bột, toàn là công chúa rơm, mình đủ đòi thế nào đó được. Nó có điều kiện thì nó cứ ăn, nó cứ chơi đi. Con nhà mình là cái gì mà ăn mà chơi? Em ăn mặc như thế em ra ngoài, em ngồi hết quán trà sữa này sang quán trà chanh khác, mà anh cứ đi làm ngoài vườn như thế, em không nghĩ gì về anh à? Anh không nghĩ cho em thì thôi, lại còn bắt em phải nghĩ cho anh à? Anh cảm thấy khổ quá, nghèo nàn quá mà chưa có tiền thì anh làm đi. Điều kiện kinh tế của gia đình đằng nhà em đây này, không giàu nhưng cũng đủ để cho em thích gì mua nấy. Bố mẹ có điều kiện, có phải ngày nào em cũng vào xin tiền bố mẹ để tiêu được không? Bạn bè thì có dăm bảy loại bạn nhé, bạn thì ít, bè thì nhiều. Em không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho con. Dân làng người ta đánh giá em ấy như thế, anh mới là người nhục chứ không phải là em nhục đâu. Anh thì làm gì mà biết nhục? Tiền thì không làm ra một đồng mà còn kêu nhục với nhã. Cái nhà này ấy, anh không làm ra tiền ấy thì ai mới là làm ra tiền? Ai là người lo cái gia đình này? Tuy anh không có học, không làm ông to bà lớn, không làm cán bộ, nhưng một ngày anh cũng kiếm được 200.000. 200.000 mà anh mà to à? Làm được 200.000 về dở giọng bố tướng. Không phải là anh dở giọng bố tướng. 200.000 của anh so với thiên hà là không to, nhưng so với cái sức lao động của anh như thế là to. Trời, một ngày anh đi phụ hồ chi được bấy nhiêu tiền thôi, bây giờ em đòi như thế nào nữa? Thằng đàn ông con trai ấy mà làm 200.000 một ngày ấy, đối với em như thế là nhục. Đi ra ngoài đường mở mang kìa mà kiếm 500-700, 1 triệu một ngày kìa, kiếm được có 200.000 một ngày về dở giọng bố tướng lên đời, dạy đời ai? Anh không dạy đời em, nhưng mà thực lực của mình chỉ có thế thôi. Làm được bao nhiêu tiền thì nó có bấy nhiêu. Được 5.000, 10.000 cũng về chỉ chi tiêu cho cái gia đình này thôi. Chứ anh không phải là làm 5.000, 10.000 anh ra quán uống cà phê, anh ra quán đi uống bia, đi uống rượu, hay là đi ăn đi uống này khác.
tất cả làm những cái gì về cũng chỉ là cái gia đình này, cũng chỉ là vì em, vì con, vì cái gia đình như này. Lúc đến yêu em ấy, mồm anh nói dẻo lắm, anh ngọt lắm. Lấy anh đi, về nhà anh không bắt làm cái gì vất vả đâu. Anh không bắt em phải khổ, phải lăn sức ra ngoài kiếm tiền đâu. Bây giờ anh xem đi, anh nói 10 nhưng anh thực hiện được bao nhiêu? Một thằng đàn ông lấy vợ về, đất bố mẹ vợ đã cho rồi, anh không làm nổi cái nhà nên hồn để cho vợ, cho con ở. Anh nhìn đi, cái túp lều chị dậu như này, chú ra chú vào, cái giường chả có mà nằm, lại phải kê cái đệm để nằm dưới đất. Anh nhìn vào đi, như thế đã đủ nhục chưa? Mà anh cứ tự hào là mình thế nọ thế kia. Ngày nào anh cũng đi làm rồi, nhân công chỉ như thế thì biết làm thế nào được. Em nghĩ làm cái nhà mà đơn giản à? Bây giờ làm cái nhà không được 700 triệu bạc, có làm nổi không? Bây giờ anh lấy đâu ra khoản tiền nó lớn như thế? Tài sản thì có đúng một miếng đất bố mẹ vợ để lại, mà mồm anh lúc nào cũng nói là làm được cái nọ, làm được cái kia. Thì bây giờ em muốn anh như thế nào? Một ngày anh cũng đi làm 8 tiếng rồi, có ngày nào anh nghỉ chưa? Nếu anh mà một thằng suốt ngày la ca rượu chè, lô đề cơ bạc thì em nói anh như thế được? Đằng này anh cũng làm hết công suất rồi, đi làm với anh em về xong còn rảnh thời gian, cũng vườn, cũng nhà, cũng cửa, cũng con một cái. Chứ không phải anh là làm xong anh về anh ngồi chơi đâu. Anh ngồi khoanh chân xong là hỏi cơm đâu, nước đâu chưa? Người ta làm ấy, bây giờ người ta dùng bằng cái này này, chứ không ai người ta dùng bằng chân tay. Tại sao anh không dùng cái này để anh kiếm bằng người ta đi? Tất cả ấy là ở cái này hết. Anh không biết vận dụng nó ấy, thì anh phải đi ra ngoài mà học hỏi. Chứ anh đừng nghĩ là anh đi phụ hồ ngày được 200 nghìn bạc về đây mà anh vênh váo, anh to mồm. Anh nói cái gì mà anh to mồm? Anh làm cái gì mà anh vênh váo? Anh bảo là một ngày anh chỉ làm được bấy nhiêu tiền thôi, thì nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Anh làm cái gì mà anh bảo là anh vênh váo? Cũng là thằng đàn ông ấy, thì anh không sang kia mà học thằng Thắng kìa. Học thằng Tuấn đi, vừa kiếm tiền giỏi này, vừa biết cách chiều vợ con. Anh không sang đấy mà học hỏi nó. Đã đần rồi lại còn không chịu đi giao du với cái bọn mà nó tâm lý với vợ con ấy. Anh không vào mà học hỏi bố vợ ấy. Cùng là thợ xây mà bố em kiếm tiền tốt thế, bố em về nhà bố em chiều chuộng vợ con thế, rồi còn có tiền mua đất cho thằng con rể bất tài vô dụng ở. Vợ từ hễ ra khỏi nhà là bắt đầu là hỏi là em đi đâu đấy, đi đâu mà ăn mặc đẹp thế, đi đâu mà ăn mặc sexy thế, anh cha la em để làm cái gì? Là một người chồng ấy, vợ đi đâu, vợ làm gì thì anh cũng phải biết. Anh là chồng em, chứ anh không phải là một thằng ở, không phải là một con mua nhìn. Muốn đi đâu ấy mà em xin phép em báo cáo ấy, thì anh hãng bằng mọi người đi, thì lúc đấy em sẽ đi đâu em sẽ xin phép anh, em sẽ hỏi anh và em sẽ bẩm anh. Còn không bằng mọi người ấy thì tốt nhất ấy, là anh im lặng lại cho em. Còn ấy, một thằng đàn ông mà sống nhờ vả là nhà vợ ấy, không biết nhục, đừng nói mà lắm mồm.